buổi. Cái gì? Mãi đâu đâu buổi. Đâu đâu đây? Hai lần. Ê. Ê. Sao lại sạch. Sạch. Nhà lưỡi. Loạn đi. Các bạn người tim mua bộ nhà, các bạn người dọn đồ xin được đấy. Hai đồ.
thiện nè em Nam ở bên đội quan đấy nhá. Ngồi gọn vào và đồng hạng 3 sẽ là đội số 1 và đội số 3. Xin mời đội số 1 và số 3 lên nhận giải đồng hạng 3. Thế là ai cũng có giải gì nữa. Về hàng đấy nào. Đi ăn rồi. Chứ đỏ quên đi đúng không ạ? Sang biết chuyện đúng không? Đấy, biết chuyện đâu ấy. Biết chuyện đi bên bà cũng thôi, đi con đi ăn thôi, em có bê chân. 4 bàn kia rồi, 3 bàn tốt chân đúng không? 3 bàn tốt chân rồi, 3 bàn tốt chân rồi, 3 bàn tốt chân rồi, 4 bàn kia rồi. Ok.
xuống nào các bạn, ngồi xuống trật tự nào. Nhanh lên, ngồi xuống cho đi trật tự các bạn ơi. Ôi, nào. Sao cái này đâu được hết? Làm vỗ tay nhá. Và tiếp theo, xin mời nhóm U11 Lâm Lây. Đội đồng hạng 3 sẽ là đội số 3 và đội số 4 của giải U11. Đội thứ 2 là đội số 2. Và đội vô địch giải U11 năm nay là đội số 1. Chúng ta xin chúc mừng. Xin mời đội số 3 và đội số 4 lên nhận giải cộng đồng hạng 3. Đội số 4. Mời lên nhận huy chương. Cắn huy chương nhá. Cắn huy chương nào kia. Giỏi. Lên ảnh cho đẹp. Cắn huy chương. Cắn huy chương ơi. Nào cắn huy chương mà là cho ảnh nó đẹp rồi. Tập thể mà. Cắn huy chương nào.